Được không? Gì nè cha? Thôi được rồi. Dạ cá nãy giờ cha nướng chín rồi nè cả nhà. Cá rô, cá lóc, lươn, cua mình chấm với muối ớt. Mời cả nhà. Bà này sao quá nóng quá. Sao đâu? Mời cả nhà luôn nha. Dạ ông nhỏ miền Tây mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình xuất phát tiếp tục đi săn bắt. Con nào ăn con nấy cả nhà ơi. Bây giờ nước cũng đang xả ra mà nước lớn vô thì nước ròng ra cũng cạn cạn thì mình bắt coi như thế nào ha. Mời cả nhà cùng đi với gia đình mình. Chú Phạm Hương hay bình luận là nói cha là câu nói đó là huyền thoại luôn rồi đó. Con nào ăn con nấy. Quen rồi. Dạ. Câu nói đã đi vào huyền thoại của gia đình ốc nhỏ miền Tây. Rồi, Trăng xin mời cả nhà cùng dạ, đi luôn nha. Sáng nay mình đi săn bắt chỗ vườn dừa của Bắc Tư nè. Xuất phát từ vườn dừa của Bắc Tư mình đi dài xuống. Nên mình đi bộ, mình bắt ở khu nhà. Bữa thì bắt ở khu xa nên đi xe. Để đi kiếm đồ em gái. Có hàng dê lại cái tay kìa cha. Cua nghe rảo rảo rồi. Nhiều máng. Cái hăng cua mà bự vậy nè chàng. Cua bò vô để lại dấu vò luôn. Cua bự luôn. Cái hết biết cua cái rồi. Bỏ ra đi. Quá kẹp rồi. Hết biết một cô cái. Dâu Út ơi. Dâu có trái Út ơi. Sao mà nhanh bự ha. Rồi. Không mấy chị em mình lại là nó còn nhỏ xíu à. Hôm nay trái bự hết trơn rồi nè. Hai cây luôn á cả nhà. Đó. Nhờ Bắc Tư á có trồng cây dâu chỗ vườn dừa nè nên mấy chị em mình mới biết cây dâu nó sẽ như thế này luôn á. Nhìn nó rất là đẹp. Trái này nhỏ hơn Út ơi. Ở đây có con ếch bự nè. Nhỏ hơn Út ơi. Để đi kiếm nó coi. Em có cái giòn ếch bự lắm. Cây ớt hiểm này cháy quá chàng ngon luôn. Chạy mà được. Được không? Gì nè cha? Thôi được rồi. Này là lụm rồi. Lúa này tầm mấy ngày nữa cắt hết cha? Mùng 4 cắt. Là bữa nay mấy cha? Mùng 4 bữa nay 27. Dạ, là một tuần nữa. Cắt hết khu này luôn. Cha cắt. Máy của cha dẫn cắt hết nó ngon rồi. Dạ. Mùa lúa là cha đánh lúa cho máy cắt thì cha ăn hoa hồng cả nhà. Còn một tuần nữa là sẽ
cắt lúa hết khu này luôn. Một tuần nữa là cả nhà có clip bắt chuột kìa, thôi cả nhà xem mà. Bây giờ là lúa vàng đậm hết trơn à, nhìn rất là đẹp. Đi ngang mấy cái khu lúa chín á, mình thơm được nồng luôn. Trời với anh Nho sẽ bắt cá trong hang mọi. Cái này là đào phát lò, phát lỗ. Cha giữ cái hang ở ngoài. Rồi, dính rồi, cái giò của cha. Chưa, cái hang đi lên mà. Ủa, cái gô bự. Bắt út, bắt em. Đó, còn nữa. Quậy được ngâu. Trời ơi. Nó dài. Ôi rồi. Ê, cái gô bự nữa nè. Tiếng tiếng. Sâu lắm. Dạ tiếng. Từ từ chơi. Chơi thục cái gì vậy? Ừ. Chơi lên đây đi, con khoét trên này nó chơi. Nó trổ ở đây nè. Từ từ chơi. Ủa, có cái lóc chạy ra đó chưa? Em ơi, bên kia đi em. Đây. Em. Đó. Đó giờ mình chưa bắt được rác hổ hành ký em ơi. Đó được con đó 900 em. 900 à. Chưa phá kỷ lục. Muốn phá khó à. Cá ký thì bị chua ăn lắm, khó kiếm lắm. Ngoài chợ nhưng mà chợ lớn em ơi. Chợ mình cũng không có đâu. Rồi hổm mình bắt con rắn hổ hành cũng trong cái gáo này luôn nè em. Cái lộn trong cái chuối à. Anh Nho thường cũng đào là con mắt là trong cái miệng hang không à, có động đậy gì cái là anh trở tay liền. Hồi sáng mấy cha con đi có chuẩn bị theo cái cọng dây lươn, như câu lươn cả nhà, với lại con trùng à, giờ anh Nho thấy cái mà lươn giờ anh sẽ câu. Nhảy ra chơi. Chờ bắt ngay cái ống bọng luôn. Dưới sông thì mình canh ngay cái ống bọng, nước ra vô mình chạy trên bờ thì mình thụt ống bọng. Trong ruộng thụt ống bọng cũng có cá luôn cả nhà. Rồi. Lắm.
gì chơi con cá lóc của em. Cha đang chinh phục con cá lóc. Cùng chờ xem cô cha có bắt được con cá lóc không nào. Thông hang hết cha. Nãy cha thầu vô thấy con cá lóc nó nhảy rồi mà. Ừ, lúc nhảy nó còn con nữa. Hay thiệt chứ. Nó lù luồn đó con. Dạ. Nó luồn hang. Đợt này không có cá bự chứ. Nó râu chứ mà. Đó đó, đồ dây dưa thấy không? Câu lương cái hang này nó nằm dưới nước rồi cả nhà, không có quen con lương nó bò lên ăn mồi được. Quá sướng, quá sướng. Quá sướng. Táp. Để vừa táp cái bốc. Thầy đúc. Xe dưới nước mà làm cái bốc. Nhón xe xong rồi đi ra chỗ khác không không có lợi gần cái miệng hang nữa. Sợ động quá. Ở dưới xe bên đó. Nghĩ có một cây nhỏ gì không ơi. Ôi, ngày nay trái bự quá em ơi. Dạ. Trái nhiều nữa. Đây là cái số cá nè, lương, cua. Thì sáng giờ mấy cho con mình bắt nè cả nhà. Đó, giờ cũng trưa rồi nên mình nghỉ. Hôm nay thì hơi hơi thắt rồi. Nhưng mà giống như câu nói của cha, bắt con gì ăn con nấy, giờ có bao nhiêu thì mình ăn bấy nhiêu. Hôm nay thì mấy cho con mình sẽ dừng chân tại cái vườn này. Vườn này là trồng mít, trồng cà na. Cha đang làm một cái lỗ nhỏ nhỏ để bắt đầu mình đốt củi cả nhà, mình nướng cá, mình chấm muối ớt mình ăn. Rồi bây giờ em sẽ đi bẻ củi cho cha nhóm lửa để cho mau cháy. Đây củi quá khô luôn nè chị. Củi này là cà na em ơi. Khô sẵn hết trơn à. Cha ơi, củi về tới nè cha ơi. Ba em. Ôi có lá sẵn luôn cha ơi. Cho nó màu cháy. Ở đây có lá chuối khô luôn nè cha, có đốt không cha? Để dạ chuối lá khô cho... màu cháy lắm luôn đó chị. Cũng nói là cha với anh hai thì bắt cá. Còn việc kiếm củi là để em lo. Ra đồng là dễ kiếm ăn nhất cả nhà. Vừa có rau, vừa có củi. Mà mình chăm chỉ xíu là mình bắt được cá với cua, ếch này kia nữa. Để cô nhỏ nó con. Dạ. Bỏ
dễ thương củi hơn. Ủa cha, cái này là mình nướng lửa ngọn hay là mình làm than vậy cha? Cha ơi, nướng cá lâu quá mấy cha con, mình ăn cà na đi cha. Dạ. Cà na chấm ớt đi cha. Cảm ơn con nha. Nè chị. Chơi ở nhà cà na. Chua quá chú. Dán đi chị. Cà na gì mà cái này ngọt chị? Cà na gì mà cái này ngọt chị? Đây em. Ở thấy chưa á? Không có chát. Dạ mời cái nhà nha. Út là người khai trương mà Út cho cha với em ba ăn trước. Chấm muối ớt thì nó đỡ chua thôi. Cái cà na này là cà na chua nha cả nhà, chứ không phải cà na ngọt. Cha quẹo con ấy xuống giùm con cha. Anh Nho đang đi vòng vòng kiếm lương câu rồi cả nhà. Mấy cha con mình ở đây nướng cá trước. Tại cá này nướng cũng hơi lâu quá. Dạ, cá nãy giờ cha nướng chín rồi nè cả nhà. Cá rô, cá lóc, lươn, cua, mình chấm với muối ớt. Sáng mấy chị em có chuẩn bị thêm rau nè. Dạ, con xin mời cha, xin mời cả nhà. Thật là cái nướng đã hoàn thành. Giấy thầm rồi cả nhà ơi, mời cả nhà. Lên khói luôn rồi. Bà này sao quá nóng quá. Sao đâu. Mời cả nhà luôn nha. Quá đắng con ơi. Sao đâu. Đắng hả cha? Dạ xin mời cả nhà. Dạ mời cả nhà nha. Cũng đủ bữa ăn chứ, hơi ít ít cũng đủ bữa ăn. Có ba cái dừa chua á, dừa gãi á, ngon. Lâu quá. Cái gồ thịt trắng phít kìa. Rồi ngon quá. Sầu đâu hả? Mới rồi. Mặn lắm nha anh. Ít ít làm được. Thử đi. Nhiều quá, ăn không nổi. Nắng dữ không mà. Nắng lắm. Được chưa?
bọc khói luôn. Wow, bọc khói luôn rồi. Đồ nóng dữ à. Vừa nấm. Để trên bếp thì nướng gì ăn ngon. Ừ. Nóng. Ăn đã hơn. Đi sang Bắc này vậy đó. Bữa nhiều bữa ít. Không biết được. Bữa cá chê, cá lóc nhóc chơi, bữa cá rô sao. Không có công lắm á, rồi không có cá. Rồi có điểm không có cá còn ham. Cá rô này nướng chắc ngọt lắm anh ha. Ừ. Nhỏ nhỏ chứ ăn ngon. Dạ. Thịt nó thơm dữ lắm luôn. Dạ trang xưng này cả nhà luôn nha. Ngồi kiếm dậy giống như này ngủ luôn. Khỏi gì vô. Trang ngứa quá ngon. Chua chua cay cay. Đúng là ăn cá nướng này là nó không có ngán được luôn anh. Chứ thời gian mình nướng là đói bụng rồi. Dạ. Nhưng mà nó ngon lắm. Ừ. Nó không phải như mình ăn thịt này kia. Rồi nè, rồi cải. Nó nho đào hang chuột cũng nhâm mà bị con chuột cơm ở trỏng rồi cả nhà. Nó tọt lên hết hồn chân đi luôn. Nó cũng tin nhâm mà cũng nhâm mà chuột cơm mà. Nó cũng nhâm đi chà. Ừ. Chuột cơm vô. Đúng ăn trên bếp lửa nóng vậy nó ngon cả nhà. Ăn mà tới tàn cù luôn mà cá nó vẫn còn nóng luôn á. Ngon hả? Ừ, nó ngon. Cá ngon. Nó trắng này cả nhà. Này anh với cha. À. Thôi. Còn con cá rô bự nữa kìa. Hốt tiên nha. Khai con cua hốt tiên. Cua đó con. Ừ. Cua nướng, bữa nay được có một con cua. Cua mà. Khai con cua chín không? Cua hả cha? Ừ. Dư chín. Rồi nó lửa than. Ừ. Thôi. Gạch không luôn. Ừ. Đó nè ơi. Ừ, đó nhà coi em ơi. Ừ, con cua nó ngon rồi đó nè. Cho cái mai này bắt được con cua một. Lá gừng nè. Ừ, món cha thích nè. Cái mai đã gạch nhiều chưa? Ăn cơ hả? Ăn rồi. Thứ gì chịu nổi. Nhiều người ăn gạch cua không quen thì xem món ạ. Em không ăn được. Không ăn được luôn anh. Nó không ăn không quen. Ừ. Đúng rồi. Chỗ mình không có bán cua gạch. Mình có cua gạch bữa nào mình mua ăn bữa không có. Có ngon, có cua thường không à? Cái trứng non cua nó ngon lắm rồi. Đấy cái này dẻ khách bồ dữ lắm cái trứng á.
ăn đơn giản vậy chứ nó ngon. Dạ. Cái dĩ nó giòn luôn rồi cha. Thử rồi con. Em ba lột cái gì vậy ta? Cái càng á chị. Con cua cái mà cái càng hết sức bự nè. Nó lửa than cái dĩ giòn khú luôn. Dạ. Cá quá trời cá luôn nè. Nè. Ăn anh. Nè. Ôi, nó quá trời ngon luôn rồi nè. Đó. Thử miếng lươn nè. Lươn nó thơm. Hồi nãy anh Nho lúc sau câu dính được một con nữa cả nhà. Nhưng mà do cha nướng ăn chín rồi nên là để lại luôn rồi. Cái mùa nắng nè, câu lươn rất là dễ dính cả nhà. Nó dạng như thứ nhất á, là mương á, là bị người ta chắc nước ra để mà xả cho nó khô đất á. Mương nó sẽ thấp xuống là nhìn thấy mà lươn nó dễ nè. Cái thứ hai nó con lươn nó đói. Tháng này là con lươn không bao giờ mập được. Con hiểu sao lúc nào mình cũng ăn được rau non rồi đó. Tại vì nó mới có vừa đâm lên là mình đem đi ra ruộng rồi. Rồi mình ăn rau non, rau xanh tươi luôn. Rau thơm này đúng bài. Còn mày diêm sống nữa nè. Vừa ngon. Dạ. Con ngon đó. Bắt đầu tiên luôn. Nhiều lỗ ngon. Biết sao không? Nhiều ẩn ngán. Dư giả ẩn ngán. Dư. Cảm ơn em nha. Ngày món yêu thích. Trứng. Cha còn khúc lươn rồi cha. Đi. Ăn đi cha. Ăn đi. Ăn đi ba. Chờ nghỉ vậy đó. Dạ thì bữa nay mấy cha con mình ăn cá nướng rất ngon cả nhà. Thì mấy cha con cũng ăn cá xong rồi. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bye bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà.